Nếu là tranh yêu thích, nếu là người yêu thích tranh dân gian, quý vị hãy đến biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, trung tâm giao lưu văn hóa phố cũ để tìm hiểu những câu chuyện về các dòng tranh dân gian được tái tạo, kết hợp giữa kỹ thuật tranh sơn mài và sơn khắc để có thêm góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Tranh dân gian Việt Nam có lịch sử lâu đời, đã từng có thời gian phát triển mạnh mẽ. Dòng tranh này không những là tài sản riêng của các làng tranh mà còn là tài sản chung của dân tộc. Ngày nay, nhiều dòng tranh dân gian đang dần bị mai một, chỉ còn một số ít vẫn đang được giữ gìn, bảo tồn trong một số làng nghề và gia đình làm tranh. La Toa Indochine là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đang miệt mài trên con đường phục dựng lại dòng tranh dân gian trên chất liệu sơn màu khắc. Với phương pháp này, các nghệ sĩ đã sáng tạo, mang đến đời sống mới cho hàng chục mẫu tranh dân gian thuộc các dòng tranh vang bóng một thời như Đông Hồ, Kim Hoàng và Hàng Trống. Ngày xưa làm trên giấy thì bây giờ là giấy thì không thể được bảo quản được lâu và nó sẽ mai một theo thời gian, khi mà mỗi người lại hiểu một cách khác nhau, tại vì là mỗi một lần sẽ biến đổi đi, thì mình lấy lại những tranh dân gian mà có thể là gốc gác nhất, mình biến điệu từ cái tranh sơn khắc để lấy lại nét, tại vì là cái hệ thống nét của tranh dân gian là biểu hiện rất rõ ở hệ thống nét mình biểu hiện lên sơn mài khắc. Sau khi sơn mài khắc thì mình bắt đầu mình sử dụng thêm chất liệu sơn mài để mình đẩy chất liệu vào. Thì từ đấy giờ đi, cảm giác nó rất quý giá và nó bền bỉ theo thời gian. 60 bức tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng với những chủ đề quen thuộc được trưng bày tại triển lãm Mạch Di Sản, kể câu chuyện thật kỳ thú về dòng tranh dân gian được tái tạo kết hợp giữa kỹ thuật tranh sơn mài và sơn khắc, mang đến góc nhìn mới mẻ cho công chúng về nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. La Toa trước đến nay thì luôn luôn coi trọng những cái giá trị truyền thống. La Toa muốn đưa những cái sản phẩm truyền thống của Việt Nam mình trước đây là trên giấy, còn bây giờ là lên một cái chất liệu mới, hoàn toàn mới mà vẫn kết hợp từ những cái phương pháp làm tranh truyền thống của Việt Nam mình, đấy là sơn mài và sơn khắc, để không chỉ những cái người mà lớn tuổi mà bây giờ tất cả những cái bạn trẻ cũng đón nhận những cái sản phẩm mới như thế này, tại vì nó phù hợp với những cái thiết kế, những cái hiện đại của các gia đình hiện đại bây giờ. Ngoài ra, tại triển lãm, các họa sĩ còn giới thiệu thêm các đề tài về sen, múa đèn, phong cảnh, nhân vật bằng chất liệu sơn mài, thể hiện tình yêu và đam mê nghệ thuật. Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhóm họa sĩ La Toa Indochine còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm sơn mài khắc và họa màu dân gian.